chào các em, rất vui gặp lại các em trong ngày hôm nay trong chương trình học vật lý online của công ty Karasa. Thì tiếp tục những bài hôm trước thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn mấy em thêm một dạng bài tập trong bài điện sơ chiều, đó là về phần là hộp đen. Đây là một bài toán về hộp đen, em cho chúng ta biết được là tìm các giá đại lượng như L, C và R trong một cái hộp X hộp Y nào đó. Thì cái bài toán như vậy người ta gọi là hộp đen. Thì hôm nay chúng ta sẽ giải và cách giải, phương pháp giải như thế nào thì hôm nay thầy sẽ trình bày cho mấy em biết phần đó. Chúng ta qua cái phần tóm tắt lý thuyết. Đầu tiên thầy sẽ đưa cho mấy em cái phương pháp, đó là phương pháp đại số. Phương pháp này là phương pháp thông dụng để cho mấy em làm trong lớp và để nâng cao được cái khả năng, kỹ năng tính toán và cái khả năng tư duy của mấy em nhiều hơn. Được chưa? Thì phương pháp này là đầu tiên ta dựa vào cái độ lệch pha. Độ lệch pha thì nếu như mà bài toán ta chỉ có một phần tử thôi, ở đây là một phần tử tức là gì vậy? Hoặc là mạch điện chỉ chứa R, hoặc là mạch điện chỉ chứa L, hoặc là mạch điện chỉ chứa gì? C, thì ta gọi là một phần tử. Thì khi đó nếu như phi bằng pi chia 2 thì mạch sẽ chứa L. Phi là độ lệch pha của gì đây? Điện áp và cường độ dòng điện. Nếu như nó bằng pi chia 2 thì ta nói, ta xác định ngay đây là mạch chứa gì? Chứa L. Còn nếu mà phi bằng trừ pi chia 2 radian thì ta xác định, ta kết luận và nói đây là gì? Mạch chỉ chứa C. Còn nếu như mà phi bằng 0 thì ta nói mạch này chứa gì? Chứa R. Đây là cái dạng đơn giản nhất và giống như cái phần lý thuyết về các mạch cơ bản mình đã học. Rồi, tuy nhiên ta ngoài cái độ lệch pha của một phần tử, ta có thể dựa vào độ lệch pha này để ta xác định đối với những bài toán hai phần tử. Nếu như ta có hai phần tử ta sẽ làm như thế nào? Thì nếu như phi của mình mà lớn hơn 0, nhỏ hơn pi chia 2 thì cái mạch điện của ta sẽ chứa R, L. Nhớ là trong như cái trường hợp này giống như mấy em nhớ cho thầy là gì? Phi dương thì mạch sẽ có tính gì đây? Mạch có tính gì? Cảm kháng, cho nên nó sẽ chứa gì? R và L nếu như có hai phần tử. Rồi nếu như mà phi của mình nhỏ hơn 0 và lớn hơn trừ pi chia 2 thì mạch của mình sẽ chứa gì đây? Chứa R và C. Đây là mạch có tính gì? Dung kháng. Được chưa? Tiếp tục, nếu mà phi bằng pi chia 2 hoặc bằng trừ pi chia 2 thì mạch sẽ chứa L và gì? Và C. Nhớ là đây là trường hợp đặc biệt mấy em phải nhớ. Nếu mà nó bằng là gì? Cộng trừ pi chia 2 thì ta sẽ có là mạch chứa L và C. Rồi, ngoài cái vấn đề mà ta dựa vào cái độ lệch pha thì còn cái phương pháp đại số nữa là ta phải dựa vào cái hiệu điện thế. Thì ở đây ta sẽ có cái hiệu điện thế với hai đầu phần tử. Giả sử như thầy có hai cái phần tử x, y, ta chưa biết đó là gì hết. Được chưa? Thì cái bài toán là cho về điện áp thì ta sẽ có thể xác định nếu như mà U của mình, U toàn mạch nó bằng là tuyệt đối của UX trừ UY thì mạch của ta sẽ chứa là gì đây? LC. Tại vì theo như giảng đồ rất nhanh ta học thì cái gì đây? UL và UC ngược chiều nhau, cho nên phi tính độ lớn thì nó sẽ là gì? Là cái hiệu của nhau. Cho nên khi này ta mới có được cái kết luận là nếu như mà U bằng UL trừ UC thì, xin lỗi, UX trừ UY tuyệt đối thì ta sẽ có nói là rằng gì đây? Mạch này chứa L và C. Đúng không? Rồi nếu như mà ta có U bằng căn của UX bình cộng cho gì vậy? UY bình thì từ đó ta suy ra được cái mạch của ta sẽ chứa RL hoặc là gì? Chứa RC. Được chưa? Thì khi này là ta sẽ dựa vào cái đặc điểm của bài toán nữa là nó nói cái gì đây? Có tính dung kháng hay tính cảm kháng thì ta xác định được hai phần tử XY đó là gì trong trường hợp này. Và cho mấy em. Phần thứ ba, nếu như ta có U bằng UX cộng UY thì mạch ta chứa hai phần tử XY này giống nhau. Hai phần tử x y này giống nhau tức là sao đây? X và y này đồng loại với nhau tức là gì? Cùng là R hoặc cùng là L hoặc cùng gì? Cùng C thì ta gọi là giống nhau. Này cho mấy em. Vậy là dựa vào điện áp thì ta có ba cái trường hợp đặc biệt để ta xác định được cái phần tử x y của mình là phần tử nào trong ba phần tử R, L và C. Tuy nhiên đây là những cách giải đại số mà em phải dựa vào tính toán và dựa vào cách suy luận rất nhiều. Thì ta có một cái phương pháp tiếp theo nữa. Đó là phương pháp giải bằng máy tính, tức là giải bằng máy tính cũng sẽ đưa mấy em về dạng là giải bằng gì? Hàm số phức, hay là dựa vào gì? Số phức. Thì cái này là số phức thì phần trước thì cũng đã chỉ mấy em rồi, được chưa? Thì các bảng giá trị, bảng giá trị tính toán vào cái bảng giá trị số phức thì cái bảng này mấy em rất là quen thuộc rồi. Nếu như ta có R thì ta nhập vào máy với số phức của ta cũng là R. Còn nếu như mà ta có xích L thì ta nhập vào máy với cái giá trị là gì? YZL. Và C cũng vậy là gì? Ta có là Y trừ YZC. Và cái tổng trở của mình thì nó sẽ là gì? R cộng cho YZL trừ cho YZC. Này chưa? Rồi, vậy là ta sử dụng máy tính này để ta giải ở cái dạng như thế nào? Ví dụ bài toán cho cái gì đó không biết, sau đó ta tính được cái tổng trở nó có dạng. Tổng trở nếu có dạng là A cộng BI thì ta sẽ suy ra được giá trị R này là giá trị của A.
và ZL sẽ bằng B. Được chưa? Còn nếu như mà ta tính ra cái tổng trở này nó có dạng là A trừ BI thì ta sẽ xác định ngay đó là gì? R bằng A và ZC bằng gì? Bằng B. Đây là cái dạng cơ bản và rất là đơn giản với hai phần tử mà ta sử dụng máy tính giải. Thí dụ như ba phần tử thì sao? Thì cái này thì mấy em phải xét vào đặc tính của hệ nữa, là gì, mạch của ta có tính dung kháng hay gì, hay cảm kháng. Thấy chưa? Rồi, đó là cách giải của bằng máy tính rất là đơn giản. Mấy em chỉ cần tìm được cái tổng trở là sẽ ra kết quả. Tuy nhiên ở dạng toán này mấy em còn một cách giải nữa, đó là cách giải dùng gì đây? Giản đồ Brednan. Là giản đồ Brednan thì thầy đã chỉ cho mấy em trong cái bài số 7 của mình rồi, cho nên là phần này thầy không nói lại, mà nó cũng có thể áp dụng được cái gì thì để tìm cách bài toán về hộp đen. Cho nên thầy muốn nói nhấn mạnh với em một điều là trong phần mà điện xoay chiều là một bài toán có rất 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 nhiều cách giải chứ không phải là một cách giải. Tuy nhiên mấy em phải tìm ra cho mình, chính mình, một cái phương pháp giải tối ưu nhất cho mình và nhanh gọn nhất cho mình, và mình phải hiểu được cái phương pháp đó, thì khi đó là bài toán mấy em làm mới đạt hiệu quả cao. Còn chúng em không nên chạy theo một cái phương pháp này, người này phương pháp này, mấy em đều chạy theo rất nhiều phương pháp thì mấy em cuối cùng mấy em được không được cái gì hết. Và em phải trọng tâm lại, mình thấy rằng mình hợp cái phương pháp này, tôi sẽ làm cái phương pháp này. Còn nếu mình không thấy hợp phương pháp đó thì mình nên là học để cho biết mà thôi. Để cho mấy em. Rồi.